cái không gian này á thì này ô cái này nè để sầu bông đó hả? Dạ. Là gốc dừa. Đẻo rồi. Là của chị. Đây là cái sào đồ. Dạ. Hai vợ chồng ngủ đây, còn hai đứa con chị cũng ngủ. Hai đứa con trong phòng. Hai đứa con gái á. Anh thử là thấy cũng tội nghiệp đó ha chị ha. Dạ. Trong lúc mà xe chạy quá, trong lúc mà Bùi Hồ quay ra chị ở gầm cầu bên kia á thì bà bảy vô mùng rồi nè. Đó. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Kiến Ngang thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay trên cái đoạn đường từ thành phố Long Xuyên về lại Đồng Tháp thì Bùi Hồ có gặp một hình ảnh một bà cụ đang ngồi ăn cơm khá là đáng thương cô bác quý anh chị. Thì bây giờ thì tại vì bà cụ ăn cơm ở dưới cái cây cầu như thế này nè. Cuộc sống của bà cụ hình như là nghe nói là bà cụ gắn liền với cái lời với lại cái gầm cầu. Và để tìm hiểu thật hư về cái cuộc sống của bà cụ như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào bên trong ha. Bà cụ sống ở trong này nè cô bác quý anh chị. Con chào cụ. Dạ. Dạ, con chào cụ. Con thấy cụ đang ăn cơm hả? Ăn cơm. Con thấy nó ngủ rồi, giật lên cho đừng mưa. Là chị ở bên kia cầu. Bên đó, chỗ này đó. Chị nấu ăn hơn rồi, không có mối quan hệ gì với cụ hết. Không. Trời ơi. Tụi em chạy ngang đi tình cờ thấy cụ ăn cái cơm đấy tội nghiệp quá. Ăn cơm mới đầu ăn cá thịt, bây giờ nghĩ ăn cá thịt là ăn tủ. Bên đây cá thịt tâm ăn được. Giờ là chơi ngày nào cũng tủ như vậy đó. Dạ. Bằng cá được bằng đình hả? Ừ. Cá tanh gình. Cá tanh hả cụ? Cá tanh. Dạ. Hồi đó giờ cụ có chồng con gì không? Má không có chồng con. Chắc chồng chờ ai về mà. Trời. Con cái không có hả cụ? Dạ, không có cháu, không có chồng. Dạ. Quay việc không mà. Cũng như là đó nghe người ta kể nha, không có chồng, kiểu như chồng bả cũng như là bỏ bả rồi, con bả cũng như đứa nào nó cũng khờ quá đi thôi. Chứ chết nặng chứ còn mình khờ mãi đi, cái này chỗ kia bả không biết cái đâu. Tích á, vậy là rồi đó. Trời vậy nè, chết bầm bơ con tắm ngủ kìa. Bữa nhỏ thì che dùm. Xin miếng mũ đang che dùm cho ba đừng có mưa. Mưa che tạt xuống. Che giúp trong vậy đó, bảo tiêu á, lần nữa che ngủ các bạn. Giúp trong. Cụ hàng ngày làm cái công việc gì? Nói làm cái gì? Bằng gì đâu. Có ngày làm đắm ba cái đợi nhất mất trời rồi, đi không được. Ai cho gì lấy đó. Ở đây con thấy xe là nó chạy qua nhiều quá thường xuyên luôn rồi, cụ ở đây cũng ngủ có được không? Nó được mà ngủ mình chạy chạy bánh cái khách quên được buồn ngủ rồi. Một đêm vậy là cụ ngủ được khoảng mấy tiếng? Ngủ được bất cả cả rồi. Chắc bữa sáng. Bà nói bả mà nó mà ịnh xuống là rồi khỏi ăn cơm hay là ngủ. Bà nói gì đó. Ăn cơm ngủ. Kia ăn cơm bà nói ngủ mà không có ăn đâu. Sợ bà đói nha. Còn 90 tuổi rồi. Về cả cái giò là một cơm ăn cũng được hết mà. Cái thằng con giò nè. Mưa là nó tạt dữ không cụ? Bà mưa chạy tạt xuống. Dạ. Mình thì giờ ta cho tấm bốn chiếc tre đó. Trời ơi. Bân nói mình ta tre dùm. Cụ này ví dụ như 100 tuổi già rồi ăn cụ ăn nghỉ rồi sao ta chỗ đâu mà. Thì cũng để vậy luôn chứ sao giờ. Thì như là cũng có mấy ông mà ở đây nhà mà con nắp rồi đó, xả rồi. Ở đây không mà. Không có nhà cửa gì trơn á. Chồng thì chết mà mình con thì à. Cờ một con đứa à. Thì chết rồi bỏ đi. Đứa cờ bỏ đi. Trời ơi trời. Thấy tội quá chị ha. Ủa có anh chị em gì không? Mang cơm thầy nè. Con hỏi bà có anh chị em gì không kìa. Anh chị em gì của chị á, của cụ á có không? Có. Có mấy người cụ? Có mấy người? Tôi không có chồng con hết trơn á. Chồng mọi bà con cũng không quân vô ăn ai trơn á. Ở một mình quân vậy thôi rồi. Có cái bà nào bà là chị bà đâu có trên Tỉnh Giang mà nghe nó là chết tới giờ. Bà đó là chị bà lớn tuổi hơn bà nữa. Dạ. Nghe người ta kể vậy thôi chứ mình cũng không rành. Dạ. Khổ quá trời khổ. Nãy cụ ăn cơm gì đâu, chứ tô cơm của cụ đâu cho con coi với. Ăn với ba ăn ổn mà.
Hết rồi. Hết trơn rồi. Mày cơm sáng ăn dư. Rồi cụ ở đây, cụ tắm rửa ở đâu? Mình đang ăn sách nước. Dạ. Sách nước tắm. Sách nước tắm. Ừ. Ở đây rồi điện đà, điện đuốc rồi sao? Đang đốt rồi, cái điện này thôi. Tôi ngủ hầm đấy. Cụ sống mình vậy lâu quá rồi là cụ buồn dữ không cụ? Nè. Ngủ một mình xuống đi vô dùm mầm tên chậu đó, ngủ á. Khổ quá luôn, nhìn cụ nó khổ hả chị ha? Ờ, mấy lúc bữa họ có bệnh á, đèn ơi, cái thì giờ đi mua thuốc uống ở ngoài, trời, mai đủ thầy cho bà hết chứ giờ tiền đâu trở về thư. Vậy đó rồi bà uống cũng hết. Dạ. Cũng cố gật trên á. Ôi, ôi, nó mệt rồi đó, đi mua thuốc cho bà uống. Dạ. Cho em nếu mà vô cắn. Thôi, đeo mất cả. Không, không, cái này là chỉ cái là quấy mà. Dạ, có, là cái này là nó hết quá. Cái nói trời ơi, giá cho bà hết thì đừng có bệnh gì cũng mua tiền bạc đâu lo bà. Bệnh là mình lo. Bị tôi đi lượt, hết bệnh rồi. Để tròn nè. Tất cả gãy trắng bây giờ. Có một điều đạt quyết như thế nào, cụ sống một mình như vậy nè. Mình cho cụ tiền nhiều cũng không có không được nữa. Đạt hiểu không? Để đồ ăn gạo rồi cho cụ. Ngày mai thì tôi em sẽ ghé lại thăm. Bây giờ cho em tham quan cái chỗ ngủ của cụ đi ha. Ừ. Trên đó đó cưng. Dạ. Đây là cái nơi của chỗ cụ ngủ đi hả chị? À. Chị chị qua đây với là tối cụ ngủ ở đây. Nước ở trên này nó có tràn xuống không chị? Hả? Nước ở trên này nó có tràn xuống không? Tràn mà tràn mí trong nó, mí trong ta tràn xuống. Ờ. Bà kêu khiêng nới ra, khiêng nới ra sợ xe nó chạy đụng cái chổng. Đúng rồi, khiêng nới ra là đâu ta chạy đụng ta chết nữa. Dạ. Rồi cái mùng nè, dăng bằng 4 cây tre nè. Đây là cái niệm của cụ nè. Ôi khổ dữ à trời. Ở trên đây là cái mưa trên đó nó tràn xuống. Tràn. Chị cụ đòi mua miếng mũ gì dần lại đó hả? Ở đây là cái nơi giặt đồ của cụ đây hả? Cái này đồ của bả thay ra là tôi ngâm vậy đó, nữa ông cầm tôi giặt. Ông đi bán số vậy ông giặt. Ừ. Giặt xà bông rồi cho bả. Dạ, cụ được nhiều mấy không? Bộ đồ ta? Đồ cũng ta cho cũng nhiều mà đồ của cũ vậy không đó, cái máng lên trên đó vậy đó. Rồi chuyện dài ngày cái gom ngâm xà bông giặt bán lần. Dạ. Vậy đó. Mới bữa hôm qua hôm kia bà kia cho được mấy bộ mà chưa có đột mai. Đi đột mai là bắt cắt sẵn vậy đó mà chưa có mai. Một đồ đó đó. Tài sản của cụ chỉ là một cái chiếc giường này thôi. À. Chiếc chổng chứ không phải chiếc giường đó. Ở đây bụi rồi sao trời. Chổng này bữa hổng sinh nè, sinh ta là mới sinh nè. Lúc trước cụ ngủ ở đâu? Trước ngủ bên chỗ bên đó đó. Trời. Cũng nhờ chổng ta rồi người ta đuổi người ta lấy lại người ta làm gòn. Dạ. Rồi mới sinh cái chổng khác cho bà. Chị cũng sống ở dưới gầm cầu này luôn. À. Bao nhiêu năm rồi? À tôi sống ở đó với chồng tôi từ mười mấy năm. Rồi sau này nghịch với bà chồng rồi cứ qua ngang thôi. Không có nghịch với bà chồng mà ông chồng cũng nghịch với em cha em ổng á. Ông nói thôi đi ra ngoài ở mất công quá. Dạ. Yeah. Đi ngoài ở gì hoài. À. Chị làm cái công việc gì? Ở nhà không à, ở chỗ này chị đầu cầu này nè, ổng bán số giặt đồ đạt. Ừ, nấu cơm nước rồi. Lo cho bà Bảy nè. Chúc bà kêu hoài nước. Coi bà Bảy như mẹ mình vậy ha. À, nước rồi bà kêu nấu mì ăn thì nấu. Như sáng là cho bà ăn mì dặm tô phải không? 11 giờ bà ăn cơm, cái giờ trưa bà ăn mì nữa với mấy bà kêu nước uống. Ở đây thì chính quyền có la không chị? Không, ta dễ lắm. Mình tại vì mình bằng ăn á. Nếu mà mình ăn nhậu quậy phá gì thì người ta la, người ta đuổi à. Chứ chỗ khác ta không có cho ở đầu cầu. Dạ. Yeah. Không có điện đài gì hết trơn á. Ông xã chị bán vé số. Ừ, ông bán số. Chị có mấy người con? 4 người. Đâu bây giờ qua bên kia thử coi. Mà hai đứa đi Phú Quốc nó mặn rồi, còn hai đứa đây nhỏ xíu à. Ừ. Đứa con trai đứa gái đây nhỏ xíu à. Ừ, ở đây ngủ mà Đạt biết không? Ở đây sương gió thì như thế nào hay Đạt ha? Là bây giờ qua chị cái. Vậy chứ bằng đêm bá ối nghe bá ối là chạy đi qua đó. Ừ. Ừ, bá ho bá ối. Thấy thương mà cụ quá. Ừ. Không có một người thân luôn. Không. Không bá ho bá ối là đi qua liền á, đêm á. Cái dòng cầu là nơi sinh sống của hai gia đình hả chị? Ông anh Tư nữa nè, ông này nữa nè, rồi hai chồng tôi với con tôi. Ông này ông cũng ở đầu cầu nữa nè. Dạ. Cha mẹ ông mất hết trơn rồi. Ôi trời ơi. Cái giường, cái chổng. Nè. Cái tủ. Tủ của anh Tư. Hai chồng ngủ đây.
Hai chồng ngủ ở đâu? Đây. Ôi trời. Ừ. Hai chồng ngủ ở đây. Ừ. Rồi tắm rửa ở đâu? Tắm rửa hiến vậy là tối tắm. Đồ mà đồ tao mới cho. Đồ ai cho? Tao cho mình bạn. Ừ. Mà anh với gói đồ tao cho, mùng tao cho. Dạ. Ừ. Tài sản của miếng chị lớn. Miếng này người ta cũng cho. Miếng bạc này người ta cũng cho luôn hả? Ừ. Mới cho. Ừ. Mới căng lên là chiều luôn đó. Chỗ này em thấy ngủ mưa tạt không? Tạt à, đúng không? Tạt ướt hết trơn luôn rồi. Mưa tạt nè. À, không, tạt ướt hết trơn à. Rồi mới căng lên chiều. Cái chỗ sáng người ta bắn thịt. Đây tới luôn. À, sáng người ta đi làm ha. Ừ. Đồ này là đồ của con gái của chị hay gì ạ? Đồ con gái nè. Gái của chị bao nhiêu tuổi rồi? À, đứa 24, đứa 16. Ở đây luôn? À, cũng đi Phú Quốc nó măng nè. À, còn hai đứa bé là bao nhiêu? À, đứa 11 tuổi, đứa 8 tuổi nó qua đó nó chơi. Thật ra thì khi mà con gái thì về đây thì ở đây tắm rửa đây đồ bất tiện rồi ta. Thậm chí ở trong cái môi trường gầm cầu như thế này nè, rồi có những kẻ xấu đồ thì sợ quá. Con nhỏ gái lớn thì nó có chồng, có con, còn nhỏ nhỏ thì chưa có chồng. Ừ. Mà nó về nó mới ở trọ, nó ngủ đỡ vài đêm, như thăm về thăm gì đó. Dạ. Mới ở trọ ngủ đỡ vài đêm mà nó về ngoài. Dạ. Có nghĩa là về đây là mướn trọ hả? Ừ. Chứ mà... nó không có chịu ở đây. Dạ. Cái không gian bếp của mình đi hả? Nó bếp. Tàu hủ này là cho bà cụ ăn, là bên gia đình của chị cũng ăn chung luôn á chị? Ừ, ăn chung luôn. Và gạo đâu mình để đâu, mưa rồi có nè, tạt nè, gạo để nè. Nó hộp dịch. Hộp dịch. Gạo. Ôi trời, còn có tí vậy. Ừ. còn kia nữa kìa, còn thẳng nữa. Đây là gì? Cái này thì cái này là cơm. Ôi trời ơi, khủng khiếp không? Ở đây là mình nấu bằng ga chứ đây đâu có điện, mình nấu củi không à. Nấu củi mà loại ga này không? Ông chồng cũng ông mua thiếu. Mua thiếu người ta trả từ từ. Lúc trước nấu củi không à. Đây là cái không gian bếp của mình nè. À. Còn bên đây là cái không gian ngủ của mình nè. À. Rồi cái giường này là của ai? Của ông anh thứ tư nè. Trời ơi. Rồi hai đứa nhỏ ngủ đây nè. Hai đứa ngủ trong tâm mình nè. Bạn đêm không có sợ mưa à. Cái gì? Hai đứa nhỏ ngủ trong. Đây là cái coi như cái căn phòng ngủ mà chim gì vậy? Nó cái đệm. Ở dưới nóc dừa. Cái gì? Nóc dừa chim cái giường sắt của ông kia ông cho. Cái thùng bia. Thùng bia, nóc dừa. Ừ. Nó đã cho đó. Vậy đó. Anh là làm bán vé số hả? Bán vé số. Ngày nhiêu tờ? À, một ngày 220 tờ là 2 cây. Là 1 cây 101. Một ngày cũng được 200 mấy hả chị? 200 mấy. Rồi chị ở nhà thôi, nuôi hai đứa bé. Thu nhập vậy đủ sống không? Đủ thì đủ đó, mà tại nhiều khi ổng bệnh á, ổng bệnh phổi rồi chị cũng bệnh đó. Chị bệnh gì? Hai bệnh lên máu. Ừ. Với hai giò hai mỏi nhất á. Dạ. Với hai ổng mệt hoài. À. Chị năm nặng. Nay là bao nhiêu rồi? 45 tuổi. 45, anh? Ổng 48. 48. Con nhỏ là chị nói một đứa 11 tuổi với đứa mấy tuổi? Đứa 8 tuổi, nhỏ Út Quýt. Ừ. Hai đứa còn đi học không chị? À, không, bốn đứa không có đứa nào học chứ. Hai đứa nhỏ hiện giờ cũng không học chứ. Không. Không có đứa nào biết chữ hết. Không có đâu chữ. Em hỏi thiệt như chị như thế này nè, tình cờ thì tụi em mới gặp thôi. Hay. Thì đối với người ta từng tuổi như chị á, có con có cái, thậm chí là có nhà cửa, xuôi gia lập nghiệp rồi đó, thì người ta có nhà cửa thì lúc mà tổ chức đám cưới cho con gái của chị đó thì sao? À, lúc có đám cưới thì người ta thương nó, người ta cưới nó. Thì tự mình bên chồng á, người ta đại diện hết trơn toàn bộ. Mình chỉ đứng ra mình làm thôi, đi cho có mặt vậy đó, rồi. Có đãi hộ bên đàn gái không? À, không, bên dồn về bên đàn trai hết trơn. Là bây giờ là anh bếp bé đó là ở với chồng ở bên Phú Quốc luôn, làm ở luôn hả? À, ở chồng Phú Quốc. Có là gửi tiền cho chị không? Không, nó cho tiền một tháng như làm như là bảo hiểm, mà chừng nào mà hết mãn á là nó cho tiền đóng bảo hiểm thôi. Vậy là rồi đó. Làm cái công việc gì bên đó chị? Nó đi bán trái cây mướt cho người ta. Dạ. Mình cũng đâu đủ dư sống gì đâu. Ừ. Mình rồi hai đứa con nó nhỏ đi cho đi học nữa, rồi uống sữa nữa. Trời ơi, ở đây là cái chỗ tắm rửa là đợi tối mới tắm. Tối mới tắm rồi nước ở đâu tắm? Xách tới cái sông lên. Đâu cho em coi cái chỗ khuôn quê không gian tắm của mình coi. Đây nè cưng. Đâu nè, ngồi đây tắm.
ngồi đây tắm hả? Ừ. Người dân không có dân màng gì luôn hả? Không, tối tắm ở đây không ai thấy đâu. Tối hù à. Mấy giờ mới tắm? Chưa, chút nữa tắm. Chút nữa tắm? Chị nói là anh bị, giờ. Anh bị phổi hả? À, bị phổi. Chị ở gầm cầu này bao nhiêu năm rồi? Ở mới có 2 năm mấy nay à. Dạ. Rồi bị phổi rồi tắm đêm được không? Ổng chiều bán số về, ổng giặt đồ đạt rồi ổng xách nước rồi ổng tắm. Dạ. Có khi kêu ổng đừng tắm mà ổng tắm không được. À. Tại vì phổi nó yếu là tắm hoài, quỷ nó ho hoài. Dạ. Uống thuốc cũng uống cũng ho. Chị ở 2 năm mấy nhưng mà bà cụ ở mười mấy năm rồi. Ba ở mười mấy năm mà, tại vì lúc trước chị cũng ở mười mấy năm, cũng ở mười mấy năm ở đây, nhưng mà chị ở lúc trước ở chung gia đình với chồng. Rồi có sao mà em ổng út nó khó quá đi. Thì không ở nữa. Từng tuổi này thì xuống gầm cầu ở thì chị thấy tuổi cho mình dữ không? Đó, người ta cho đó, ta cho chén thao đồ đó. Người ta mới đầu người ta cho ngất ngất từ từ cái nhiều. Mình có được hỗ trợ gì nhiều không chị? À, như tới gầm rồi này kia thì người ta cho gạo. Dạ. Thì rồi vậy rồi đó. Ai ai lại cho mình cũng nhận chứ. Khổ dữ ha. Rồi có mấy đứa con nhỏ đó, người ta gặp nó cho tiền quà, cho tiền nó ăn á. Dạ. Mình không có điều kiện cho con mình đi học luôn hay sao? Không, không có tiền. Rồi sống như vậy thì em thấy rất là khó khăn. Hiện nay thì chị có ước muốn gì không chị? Giờ như vợ chồng thì ổng mằn con nhỏ nhỏ, thằng trai lớn thì nó bưng bia cho người ta, ngày nó cho 30. Nhỏ nhỏ thì bán số ngày 50 tờ đó. Hai đứa con bán 2 cây đó, rồi cái có nhiều ăn nhiều, bữa nào có như là dư nhiều thì ăn nhiều, ít thì ăn ít vậy đó. Rồi gạo người ta cho thì chị nấu cho bà cụ luôn? Cho nó, cho bà Bảy luôn. Bà cụ thì đâu giữ tiền được, giữ nhiều quá không được đâu. Không, đưa quá vài chục ngàn đâu dám cho giữ nhiều. Biết sao không? Giữ nhiều quá, lúc trước ở đây nè, có cái nhà bên đó bà Lét ha, ở đây ai cũng biết ha. Dạ đừng. Mà nói chung là mình nó xấu người ta không có được. Dạ. Nó tịch cái nó xỉn rồi uống túi bả. Vậy đó. Bà kêu chờ phải là làng hoài vậy đó. Vậy ha. Rồi sao là bà xạo đâu có dám giữ nữa. Bà đưa. Em bà giữ. Nó hôm nay như thế này nè. Tình cờ cũng gặp được chị với lại cụ, gặp cụ thì mới biết được luôn cái gia đình của mình. Yeah. Đó thì chắc cũng có lẽ là có duyên, chị em có duyên. Thì đại diện cho cô My ở Mỹ gửi cho chị 1 triệu. Yeah. Để cho chị có thể mua thuốc đi. Đây 1 triệu nè chị. Yeah. Này, cảm ơn chú nhiều quá. Dạ. Chị có ước muốn gì không? Nha, chú cho gì là quý lắm. Không. Có đồng tiền được rồi đấy. Trong cuộc sống của chị á, thì chị có ước muốn gì không? Ước muốn là có cái nhà. Mà biết chừng nào mình có, mình không có đất làm sao có nhà thì. Không có đất luôn hả? Dạ. Khổ dữ trời. Đạt hay sao? Cái hoàn cảnh của chị khổ. Nghe chả cả cái chỗ tắm nè, cũng không có chỗ tắm nè. Phải đợi trời tối thì mới tắm được, không dạ. Có dám dừng màn hả gì? Không. Dừng là bị la. Thì sao? Cũng như là mình dừng nhiều quá sợ trên xã ta để ý. Ừ. Rồi người ta đuổi mình. Dạ. Cái miếng này là người ta mới cho nè, rồi cái chiều này dừng lên đây, mưa quá mưa đó. À. Thì em đại diện cái phần quà của cô My đó gửi cho chị thì chị dạ. Nấu ăn cho cụ với nha. Chị gửi là cảm ơn hai em với cảm ơn chị My. Rồi ngày mai em sẽ quay trở lại, em sẽ mua mì đồ với lại mì với lại gạo đồ gửi cho chị nấu ăn cho cụ luôn với lại hộp dịch đồ đó. Ủa cụ đâu ăn mặn đúng không? Ba ăn tương, bố hổng mà mỗi lần thì ăn mặn, giờ ăn không được rồi mới nói tanh quá ăn không được. Khổ lắm luôn mọi người. Đây nè, cái không gian này được gọi là cái không gian nhà tắm. Ở bên đây thì cái không gian này á thì này ô cái này nè để sổ bông đó hả? Dạ. Là gốc dừa. Đẻo à. Đúng cái rồi. Này là của bên bà Bảy, còn cái này bên này vợ chồng bà, con cái của bà Bảy ha. Bà Bảy, Bảy tô với muỗng gì là đó. Còn cái này là của chị, đây là cái sao đồ. Dạ. Hai vợ chồng ngủ đây, còn hai đứa con chị cũng hai đứa con trong phòng. Hai đứa con gái á. Anh thử là thấy cũng tội nghiệp đó ha chị ha. Dạ. Nó có mặc cảm với bạn dữ không? Nó ở hai đứa con gái, mà đứa lớn ở Phú Quốc có chồng, còn nhỏ 17 tới 16 tuổi ở ngoài, còn thằng 13 tuổi ở đây con trai. Còn nhỏ kia 8 tuổi, nhỏ mà hai anh em tối ngủ chung vậy đó. Trước khi kết thúc clip thì em hỏi chị nè, mấy đứa con của chị thì nó thấy
ba mẹ mình sống gầm cầu gì á, nó có tuổi thân với bạn nó dữ không? Có nhỏ 16 tuổi á, thì nó nói vậy nè, mẹ để con đi quá con măng, con mang trái cây đi nữa kiếm tiền cho mẹ xài, với con mua này kia cho đồ cho mẹ đeo để không có với người ta. Rồi lúc trước nó mua cái bông rồi nữa nào nó nghe không tiền rồi bán rồi, ông bị phổi bán rồi, rồi sau này nó mua lại cái bông khác nữa nè. Chị nghe con mình nói vậy thì chị thấy xúc động dữ không chị? Rồi, xúc động, mình bây giờ như chị bệnh chị đâu có lo cho con chị nữa đâu, như là bây giờ nó lo cho mình đó. Mình lo là lo cái phần mình thương con mình, chứ không có màng để tạo đồng tiền coi nhiều để lo cho nó. Trời ơi, xin tội. Thì hôm nay Bùi Hồ cùng với lại Đạt Đồng Tháp á, có chia sẻ clip này lên cho cô bác anh chị thấy được rằng là những cái mảnh đời rất là khó khăn, mà phải nói là khi đi đến tận nơi này á, thì cô bác quý anh chị mới có thể cảm nhận được cái cuộc sống của hai vợ chồng của chị với lại bà cụ bên kia. Mặc dù là cái khó khăn, cái lá lành đùm lá gách, mà lá gách đùm lá te tua, mặc dù là chị bên đây thì cũng thiếu trước một sao, thiếu thốn, nhưng mà vẫn lo cho bà cụ bên kia. Chị là gửi cái chén nhặt đồ rồi cho cụ hết luôn. Cô bác quý anh chị thấy không? Thì hôm nay thì cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều. Xin chân thành và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau. Mai em sẽ quay trở lại để mua gạo đồ cho nhà mình ha. Dạ em chào chị. Trong lúc mà xe chạy quá, trong lúc mà Bùi Hồ quay ra chị ở gầm cầu bên kia thì bà Bảy vô mùng rồi nè. Bà Bảy ơi, ngủ hả bà Bảy? Dạ. Đây là một cái mùng nha cô bác của anh chị, ở dưới gầm cầu luôn á, chỉ có một cái giường thôi. Thôi thưa bà Bảy, con về, ngày mai con lại con thăm bà Bảy ha. Ngày mai con lại con thăm bà Bảy con về ha. Dạ. Thưa bà Bảy con đi về. Mình không có dám trao tiền cho bà cụ, lý do là bà cụ không có giữ tiền được cô bác của anh chị. Bà Bảy đi về.